trò trong công việc của họ. Vậy thì chúng ta rất đơn giản, đối với be thì chúng ta sẽ chuyển thành sử dụng động từ have, there, đây, there is, there are hay là there will. Chúng ta cũng chuyển về sử dụng gì nhỉ? There và be này, chúng ta sẽ chuyển về sử dụng với chủ ngữ cộng với động từ gì nhỉ? Have. Cái này chúng ta đã học mãi rồi nhỉ? Có bao nhiêu trong cái khu vực nào đó, có bao nhiêu cái gì ở đâu đó, chúng ta sẽ chuyển thành ở nơi đó sẽ có bao nhiêu, đúng nhỉ? Sẽ chuyển thành cụm danh từ. Cung điện trong mơ của, hay là cung điện mơ ước của họ sẽ có, như vậy sẽ là will rồi. Nhưng có chúng ta được dùng động từ gì nhỉ? Have. Sẽ có bao nhiêu khoảng, sẽ có khoảng bao nhiêu? 20 rooms in the future, đúng không? Nếu cần thì chúng ta có thể là in the future hoặc là không được tùy, đúng không? Đây. Have about 20 rooms. Câu này sẽ là gì nhỉ? I'm not sure about living in an apartment in a skyscraper. Skyscraper là gì? Đây là tòa nhà trọng trời, nhà trọng trời, nhà cao, nhà trọng trời. Vậy apartment in, cái căn hộ ở trong cái ngôi nhà, cái tòa nhà trọng trời này thì sao? Tôi không chắc chắn về việc sống ở trong cái căn hộ này. Chúng ta cái việc không chắc chắn đó, chúng ta sẽ sử dụng cái might thôi. Tôi không chắc về việc sẽ sống ở trong cái căn hộ ở tòa nhà trọng trời đó. Nó sẽ là we might, sau might sẽ là động từ nguyên thể. We might living in an apartment in a skyscraper. Thì thôi chúng ta sẽ chuyển gì? I'm not sure thì might. Chúng ta sau này chúng ta biết cách chúng ta sử dụng và chuyển đổi nó nhé. I'm not sure tức là không chắc chắn về điều gì đó. Thế bằng với might.